Hello cô ba, vâng lại là em Huấn Phạm đây. Em đến từ La Sơn, mình là Hoàng Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin thì không gọi điện nữa để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi chờ đợi lâu. Các bác đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Xin đi vào chi tiết luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu các bác cái sản phẩm đầu tiên, đó là cái túi đồ nghề hàng của thương hiệu Daikin. Bên em mới về các bác nhá, hàng siêu chất luôn đấy các bạn. Đó. Đây, túi đồ nghề của thương hiệu Daikin các bác nhá. Đó, hàng nội địa Nhật, hàng này của hãng Daikin, nó máy để cho công nhân các bác nhá, máy để cho công nhân thì thi thoảng nó có những cái đợt nó hàng nó tồn kho. Đấy, nhưng mà rất là đẹp luôn các bác nhá, còn gần như mới luôn, hàng rất là đẹp các bác nhá. Của hãng Daikin. Nhà bác nào sử dụng điều hòa Daikin là các bác biết rồi. Đó, đây các số hotline của bên em này các bác có thể liên hệ nhá. Bác nào chuyên sử dụng điều hòa Daikin này các bác nắm được cái sản phẩm này rồi. Đó, hàng của hãng Daikin này các bác này. Đó, hàng của hãng, logo của thương hiệu Daikin đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 260k bao ship cho các bác nhá. 260k bao ship, kích thước của nó là 50, 20, 30, dài, rộng và cao, dài, rộng, cao các bác nhá. Cái phần đít của nó máy này. Đó, nó máy rất là dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, phần đít của nó máy rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, nó đan, máy đan rất là dày dẫn chắc chắn, đảm bảo chất lượng các bác nhá, lôi kéo thoải mái. Khóa này thì hoàn toàn là bằng đồng hết các bác nhá, khóa bằng đồng hết. Đấy, máy rất là dày dẫn. Tất cả các ngăn này thì đều là ngăn sử dụng được ok hết các bác nhá. Đó, ngăn rất là ngon lành luôn. Đây. Bỏ đồ bỏ đoàn rất là thoải mái này. Đây. Cái quai của nó các bác quan sát này, quai của nó trần từ dưới lên hết các bác nhá. Quai to trần từ dưới lên hết cho nên các bác yên tâm. Đấy các bác theo, trần từ trong túi trần ra. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 260k, gửi tới tận nhà các bác luôn. Đây. Quai đeo rất là dày to các bác này. Đó, có thể điều chỉnh cho nó dài ngắn được hết các bác nhá. Và có quai sách luôn, quai đeo quai sách đầy đủ các bác nhá. Đây. Đấy, quai đeo quai sách ok ngon lành hết các bác nhá. Nói chung là chấm hết luôn rồi. Một con túi đồ nghề Daikin này. Con này các bác cứ dùng cho em, bao giờ mà các bác bỏ nghề thì thôi, chứ còn hàng đừng nói đến bao giờ là hỏng các bác nhá. Chán bỏ nghề thì thôi. Đấy, hoặc là các bác đi chơi đi du lịch hoặc là đựng quần áo ở nhà, nói chung là đa di năng được các bác nhá. Đấy, ấn ra nó rất là vuông và đẹp luôn, vuông chuông chắn rất là đẹp các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 260k, kích thước của nó là 50, 20, 30. Em giới thiệu rất chi tiết cho các bác luôn các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái con cưa gấp hàng nội địa Nhật các bác này. Đó, cưa này là dòng cưa mở các bác nhé. Đây. Tại sao gọi là cưa mở các bác nhé? Tại vì đây là nó có những cái phần mở như là hạt bồng các bác này. Đó, mở như hạt bồng. Khi các bác cưa những cái cây tươi mà nó bị mùn thì nó sẽ đọng vào đây thì nó sẽ không bị rít lưỡi, cưa cực kỳ là ngon luôn. Đây. Nó là dạng cưa gấp nữa các bác nhá. Đấy, là dạng cưa gấp nữa. Cho nên các bác gấp đi, gấp lại, mang đi, mang về sử dụng trong công trình hoặc là các bác làm vườn nó rất là tiện. Đấy, có thể bỏ túi được luôn. Bỏ túi được luôn, siêu tiện dụng các bác nhá. Đó, các bác theo. Đó. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, cán của nó thì bằng nhựa và có bọc cao su. Các bác cầm nó rất là êm ái các bác nhá. Gấp vào rất là ngon. Đây, hàng made in Japan này các bác này. Đó. Made in Japan này. Đấy, các bác sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Made in Japan các bác nhá. Đó, cưa gấp hàng nội địa Nhật. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 120k bao ship. Đấy, giá giật mình luôn, 120k bao ship cho các bác luôn các bác nhá. Đó. 120k bao ship, cưa gấp hàng nội địa Nhật các bác này, 120k bao ship. Siêu chất, siêu rẻ để phục vụ các bác luôn, 120k bao ship các bác nhá. Đó. Con này của nó thì phần lưỡi này của nó dài vào khoảng gần 30 cm. Đấy, còn tổng thể của cái cưa này, cả phần cán này là 30 cm các bác nhá. Là 30 cm, cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác lên mã cho em là cưa gấp. Cưa gấp trắng đen các bác nhá, cưa gấp trắng đen. Đấy, nó có màu trắng màu đen. Lên cho em là cưa gấp trắng đen 120k bao ship các bác nhá. Đó, sản phẩm thứ hai. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cưa ô Nhật này. Đấy, thì bên em lại về một lô ô Nhật, hàng siêu đẹp luôn. Sản phẩm này thì em đang bán là 140k. Giá là bao ship các bác nhá. Đó, em bao ship cho bác luôn, bán cho nó dễ. Đó. Thì thôi em chấp nhận bán bao ship cho bác cho nó dễ bán. Đó, đây. Các bác quan sát này. Đây, ô của nó thì siêu chất luôn các bác nhá. Dòng này mẫu mới về thì bên em có cả quai đeo luôn các bác. Đấy, quai đeo. Quai đeo rất là ngon, các bác có thể đeo trên xe. Ô này là ô Nhật, dòng ô tự động các bác nhá. Ô tự động hết các bác nhá. Đây các bác quan sát này. Đấy, em mở ra cho các xem nhá. Đó đây. Các bác thấy không? Đấy, em kéo giật thoải mái luôn các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Đó. Đường kính của nó là 1 mét các bác nhá. Đường kính của ô là 1 mét. Vải này của nó là vải tia chống tia UV các bác nhá. Đấy, khi các bác đi ra ngoài nắng này, gặp vào tia UV biết là nói chung là nó sẽ chống cho bác luôn. Chống tia UV làm hại da các bác nhá. Đặc biệt là nó là dòng tự động nữa các bạn, nó là dòng tự động này. Nan là nan kép.
đường kính của ô là 1 mét và dòng tự động. Đấy, bật mở các bác nhá, bật mở tự động hết, rất là tiện các bác nhá. Đó, đây đây các bác quan sát này. Đấy, mở này, đóng này. Đấy, rất là tự động luôn các bác nhá, rất là tiện. Đấy, đây em mở cho bác xem này. Đây, mở ra này. Đó, mở ra tự động nhá, đóng vào tự động này, rất là tiện luôn. Dòng này thì em đang gửi tới các bác với giá rất là bình dân cho các bác luôn, 140k. Đấy, ô Nhật các bác nhá, ô Nhật nan kép rất là đẹp luôn. Đó, 140k bao ship một em này. Đó, 140k thôi. Giá rất là bình dân để phục vụ các bác. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ các cái số hotline của em ở trên tấm biển các bác nhá. Đó. Ô rất là đẹp luôn, hàng chưa qua sử dụng các bác nhá. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. 140k bao ship cho các bác coi nhá. Đó. Đây. Ô Nhật các bác lên mã cho em là ô Nhật 140k bao ship các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về được một lô bơm 2T các bác nhá, bơm 2T. Hàng siêu đẹp luôn. Đó, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 350.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho. Đấy, trước em giá bán 350, xả kho thanh lý cho bác luôn 290k. Bao ship các bác nhá. Đó, giá siêu rẻ cho bác luôn, 290k. Bao ship các bác nhá. Đó, 290k bao ship. Bán thanh lý cho các bác luôn. Đó, 290k bao ship một con này. Chưa đến 300.000 một con bơm 2T siêu chất luôn. Hàng của thương hiệu Centerlay, Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan đây, Centerlay, Made in Japan các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đây, bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn các bác nhá. Đây, đấy, các bác thấy không? Nghe cái tiếng hơi của nó ra không? Các bác thấy không? Đây, để em test cái đồng hồ cho các bác xem nhá. Đấy, các bác xem đồng hồ áp suất này. Đấy, đồng hồ áp suất này. Đấy, tay em đang giữ này, đồng hồ nó lên các bác. Đấy, thấy chưa? Các bác thấy không? Con này là em đã test cái xe 4 chỗ nhà em các bác nhá. Hết hơi mà em đẩy nó vẫn lên bình thường, nâng được cả ô tô lên, có hơi để đi luôn. Bơm siêu khỏe luôn các bác nhá. Đấy, khung xương cực kỳ là chắc chắn luôn này. Hàng Made in Japan các bác này, Made in Japan của thương hiệu Centerlay các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Khung xương của nó rất chắc chắn luôn. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang có chương trình xả kho thanh lý đấy. 290k bao ship tới tận tay các bác luôn. Đó, rất là chất luôn các bác nhá. Bơm cực kỳ là khỏe này. Nó có các cái cổng kết nối luôn. Các bác có thể bơm các loại xe này, bơm phao, bơm bóng, bơm đa di năng được luôn. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô con các bác nhá. Đó, rất chất luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là bơm xe. Bơm 2T. Đấy, bơm 2T 290k, bao ship các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên cho quý các bác trong ngày hôm nay. Đó là cái thước kẹp rem điện tử này. Đấy, bên em cũng mới về được một lô thước kẹp rem điện tử, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, con này thì bên em đang tặng kèm cho các bác một quả pin như này. Gửi tới các bác với giá là 150.000. 150.000 hôm nay bên em cũng chương trình xả kho thanh lý cho các bác luôn. Với cái giá là 130k các bác nhá. 130k. Đó, 130k một em các bác nhá. Thước kẹp rem các bác nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bác nhá. Đó, sợi carbon. Làm từ sợi carbon chứ nó không phải là làm bằng thép. Đấy, các bác lưu ý, không lúc về các bác lại bảo là làm từ thép thì nó mất công. Đó, lưu ý các bác như vậy. Làm từ sợi carbon. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k. Chức năng đo của nó thì là đo vành ngoài này, đo vành trong này. Đấy, đây là đo ngoài này, đây là đo trong. Đo đường kính bên trong, đây là đo đường kính bên ngoài. Và một chức năng nữa đó là đo chiều sâu các bác nhá. Đây là đo chiều sâu này. Đấy, cái này đo chiều sâu. Nói chung là rất là tiện dụng. Đấy, con này nó nảy bằng số điện tử luôn thì các bác dùng nó rất là tiện, chứ không như những cái con kia thì các bác phải soi nó rất là đau mắt. Đây, số điện tử này luôn. Tặng kèm các bác thêm một viên pin nữa để các bác sử dụng lâu dài. Hết pin các bác có thể ra ngoài hiệu sách mua. Chỉ có 3.000 một viên. Rất là rẻ các bác nhá. Đó. Đây, các bác lên cho em là thước kẹp rem điện tử được làm từ sợi carbon, 130k các bác nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo em lên cho quý các bác trong ngày hôm nay. Đó là cái thước lỗ ban các bác nhá, thước lỗ ban. Đấy, hàng siêu đẹp luôn. Thước này là thước thước 7,5 m các bác nhá, thước lỗ ban 7,5 m. Đó. 7,5 m. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k các bác nhá, 100k. Bên em đang có hai loại là thước ruột vàng và ruột ruột trắng. Ruột vàng này thì đắt hơn, ruột vàng này là 100. Đây, thước lỗ ban hàng siêu đẹp luôn. Con này thì chống trơn trượt này, đấy, chống mờ này, chống đứt tay các bác nhá. Các bác mua thước Việt Nam mà các bác về các bác cứ vuốt như này mà không đứt tay thì là thước xịn. Còn đây thì thước của em thì xịn rồi. Các bác biết là em vuốt như này không đứt tay là thước xịn rồi. Thước lỗ ban, chọn số đẹp các kiểu, các con này đều luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, 100k một con này, hàng của Nhật các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật luôn, Japan này các bác này. Đó, thước của Nhật siêu chất luôn. Đấy,
rất là ngon lành luôn các bác nhá. Thước lô bàn 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác con kìm chết này, kìm chết hàng của Nhật có nhá, hàng siêu ngon luôn đấy, hàng siêu ngon luôn đây, thương hiệu Kabushi Japan con này đó. Con này thì bên em đang bán với giá là 180k, có bao ship không? 180k bao ship các nhá, 180k đấy, bao ship luôn con nhá, đó 180k bao ship cho bác luôn đấy, các bác thấy không, nó rất là ngon luôn, nó rất là ngon lành luôn đấy. Con này nó là đây, cái phần gen này của nó bằng đồng hết các bác này, rất là chất luôn các bác nhá, kìm chết của Nhật này cực kỳ là ngon luôn, Kabushi đó nhá, đó rất là ngon luôn. Con này thì em đang gửi tới các bác với giá là 180k bao ship các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo và cuối cùng trong ngày hôm nay đó là cái kìm tuốt dây điện các bác nhá, kìm tuốt dây điện này đấy, con này dùng cực kỳ là ngon, 60k một cái các bác nhá đấy, 60k đó, kìm tuốt dây điện 60k các bác nhá. Đó đây nhá, kìm tuốt dây điện các bác nhá đấy, chức năng đầu tiên thì là cắt này, các bác có thể cắt theo cái đường này để các bác xé này, xé ra này, xé ra nó rất là tiện các bác nhá. Thứ hai là các bác sử dụng cái tính năng là đây, cắt này, cắt rất là ngon luôn các bác nhá, đó cắt dây cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không, đó cắt dây rất là ngon luôn đấy. Thứ ba là tuốt dây này, ở đây thì nó có các cái cữ đây đấy, có cái các cữ ở đây để các bác tuốt nhá. Dây này là dây 0.5 các bác đây, đấy tuốt rất là ngon luôn, dây 1.5 các bác đây, đấy tuốt rất là ngon luôn các bác nhá đấy, các bác cứ đặt như này giật ra là xong, nó rất là tiện các bác nhá. Đây cắt cũng rất là sắc này, cắt rất là sắc này đấy, và tuốt thì rất là ngon rồi các bác này đấy, tuốt dây thì các bác cứ đặt này là tuốt ra là xong đấy. Thì các bác dùng nó rất là tiện các bác nhá, nó dùng rất là tiện và an toàn. Bây giờ các bác cứ dùng răng các bác cắn hoặc dùng máy lửa đốt thì không nên các bác nhá. Đấy các bác cắt này là xong, tuốt ra này, nó đây, tuốt ra rất là ngon luôn các bác theo. Đấy, tuốt ra rất là ngon lành luôn, không đứt một sợi đồng nào luôn, rất là ngon. Đó. Kìm tuốt dây điện các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kìm tuốt dây điện 60k một con này. 60k một con kìm tuốt dây điện này các bác nhá. Đó, 60k một con, hàng nội địa Nhật các bác nhá, rất là ngon luôn. Đây. Đó. Sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng là như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào lại quý cô bác anh chị video lần sau, em xin chân thành cảm ơn.